Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc két sắt khách sạn HS25 màu Black, điện tử vàng gold bên ngoài. Chiếc két sắt khách sạn có chiều cao tổng thể là 25, chiều rộng là 35 và chiều sâu là 25, trọng lượng 8kg. Chiếc két sắt khách sạn có hệ thống tẩy rửa 9 bể và rất là bền bỉ theo thời gian. Đây là thương hiệu WelcoSafe. Đấy, các bạn thấy đấy, hệ thống bên ngoài, điện tử bên ngoài. Và các bạn có thể xem luôn là các bạn thực hiện trên màn hình, phím bấm rất là rõ ràng. Open, bạn mở ra. Và đây là hệ thống chốt đúc đặc hoàn toàn nha các bạn. Rất là đẹp. Và bên trong có một cái ngăn, có một cái đợt. Ở trên thì các bạn có thể để con dấu và giấy tờ hay là những tài sản của khách sạn. Hoặc là khi du lịch thì các bạn có thể để tiền bạc, tùy ý các bạn. Đấy. Hệ thống chốt rất là chắc chắn. Khi các bạn muốn đổi mật khẩu thì các bạn chỉ cần đổi luôn trực tiếp trên màn hình và bấm thang này. Rất là tiện. Đấy, các bạn bấm sao luôn nhé, đổi luôn trực tiếp trên màn hình. Các bạn không cần. Đấy là ok, nó in là chúng ta có thể đổi được luôn rồi. Đấy, các bạn bấm thang này, 1, 2, 3, các bạn check lại. Đấy, ta đã đổi cho một cái bạn đóng cửa lại. Và thay pin thì các bạn thay đây. Đấy, hệ thống này là pin ngoài cho nên rất là chắc chắn. Đấy, hệ thống pin này. Pin này thì sử dụng rất là đơn giản và có thể sử dụng lên đến 1 năm nha các bạn. Và bên ngoài này, bên phía sau này thì lại có thêm một cái ba cái chốt để âm tường hoặc là để trong học tủ đấy, tùy các bạn. Đấy, rất là chắc chắn và đẹp.